Chào mừng quý thân nhân và quý đồng nghiệp đã quay trở lại với chương trình 60 phút cùng bác sĩ Nhi Đồng. Đây là nơi mà quý vị sẽ được chia sẻ những kiến thức về tình trạng bệnh lý của con em mình dưới góc nhìn khoa học nhất. Thưa quý vị, sởi là một bệnh có động lực lây truyền rất cao, có cả khả năng gây ra dịch lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người, thậm chí gây tử vong cao. Trên thế giới, ước tính hàng năm có khoảng 100 triệu người mắc sởi, trong đó 6 triệu người tử vong do sởi. May mắn là vaccine ngừa sởi đã được sản xuất và đã được đưa vào sử dụng, giúp khống chế dịch sởi từ nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, có con số bệnh nhân mắc sởi lại tăng lên đáng kể. Theo một số báo cáo, điều đáng chú ý là trong số trẻ mắc bệnh sởi, rất ít trẻ đã được tiêm ngừa sởi vì nhiều lý do và tỷ lệ biến chứng nặng phải nằm hồi sức tăng lên đáng kể. Vậy thì sởi nguy hiểm tới mức độ như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ em và cộng đồng? Tại sao chúng ta cần tiêm ngừa sởi đầy đủ cho trẻ? Những trẻ nào là đối tượng dễ mắc sởi và bị sởi nặng? Để trả lời cho những câu hỏi này, ngày hôm nay tổ chương trình có mời đến đây một vị chuyên gia rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Lê Nguyễn Thanh Nhàn, trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi Đồng 1, phụ trách hoạt động của đơn vị tiêm chủng bệnh viện. Và tôi, bác sĩ Lê Thanh Hà, đến từ khoa hồi sức ngoại với vai trò là người dẫn chương trình, sẽ cùng đồng hành với quý vị trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hy vọng là trong buổi trò chuyện này, quý vị sẽ có được những thông tin bổ ích về bệnh lý sởi và cách phòng ngừa sởi. Xin chào bác sĩ Nhàn. Đầu tiên xin bác sĩ Nhàn cho quý vị khán giả được biết là các dấu hiệu nhận biết bệnh sởi ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào quý phụ huynh. Thì sởi là một bệnh nhiễm trùng cấp tính mà biểu hiện đặc trưng là nó bị phát ban, hồi xưa nó gọi là ban đỏ, ban toàn thân. Cái ban nó sẽ nổi từ cái vùng mặt, rồi sau nó sẽ ra sau tai, vùng cổ và sau đó đến toàn thể cái thân người. Và nó sẽ kèm theo một trong những cái triệu chứng là thứ nhất là nó có thể kèm theo sốt nè, thì ho, sổ mũi hoặc mắt đỏ. Cho nên các quý phụ huynh mà thấy rằng một cái em bé mà nó sốt, mà nó phát ban đỏ, và nó có thể kèm theo ho hoặc sổ mũi hoặc mắt đỏ, thì đấy là triệu chứng của sởi, gần như là chắc chắn là sởi. Thì ngoài ra thì quý phụ huynh nếu mà có thể chăm sóc thì chúng ta có thể phát hiện thêm cái dấu mà nó cốp lít, gọi là cốp lít này, có những cái nốt trắng trắng ở trong cái vùng niêm mạc má. Thì, nhưng mà cái này không phải là cháu nào cũng gặp, nhưng mà nếu mà các anh chị mà đến bác sĩ mà chỉ nhìn những dấu này và sau nói ngày mai cháu nó phát ban ra, đúng là ngày mai nó sẽ phát ban ra. Đấy là cái dấu hiệu của cái bệnh sởi. Dạ vậy thưa bác sĩ Nhàn, là sởi thì có dễ lây không ạ, và con đường và cách thức lây nó như thế nào ạ? Sởi là bệnh phải nói là nó lây rất là ghê, rất là ghê, và nó lây, nó là do siêu vi trùng sởi gây ra, mà nó sẽ lây qua những cái con đường, những cái giọt bắn hoặc những chất tiết từ cái đường hô hấp. Và nó, nếu mà ở trong cái phòng này như chúng ta như này nè, vô mà tiếp xúc khoảng mặt đối mặt mà không có mang khẩu trang gì hết, là coi như là nếu chúng ta tiếp xúc với một cái người bệnh như vậy thì cái khả năng chúng ta sẽ lây rất là cao. Thứ hai nữa là trong một cái phòng như vậy, là nếu như mà mình cái người đó đi vô, chỉ cần cái người bệnh mà vô cái phòng đó và đi ra trong vòng 2 tiếng thôi, và cái người bình thường đi vô cũng có khả năng là nó sẽ, nó là cái tố gọi là nguy cơ đó, phơi nhiễm với sởi rồi, cái khả năng nó lây ghê lắm. Và nếu người ta tính rằng nó lây còn hơn cả COVID nữa, tại vì chúng trung bình á, một cái người bị mắc sởi có khả năng nó lây cho đến 16 người, lây cho đến 16 người, trong khi đó COVID thì cái tỷ lệ lây nó thấp hơn, nó giỏi lắm 3-4 người thôi. Cho nên là phải nói là cái khả năng lây nhiễm của bệnh sởi là rất là cao, và cái người tiếp xúc người mắc sởi là gần như là sẽ khả năng bị lây nhiễm sởi. Và một đặc điểm nữa là cái bệnh sởi là cái bệnh mà nó không có cái hiện tượng người lành mang trục, có nghĩa là ai mà bị nhiễm virus sởi thì nó trở thành bệnh sởi, trở thành bệnh sởi. Nếu như người đó là chưa được tiêm phòng thì cái nguy cơ mà bệnh là rất là cao nha. Bệnh sởi có cái khả năng lây nhiễm rất là ghê gớm như vậy. Vậy thì bệnh này nó có nguy hiểm như thế nào và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ ra sao thưa bác sĩ? Bệnh sởi thì đây là một bệnh mà nó có thể phòng ngừa được.
hồi xưa thì nó chúng ta thấy là nó rất là ghê gớm, nhưng hiện giờ thì do cái có vaccine á thì cái bệnh sởi nó không trở thành là cái vấn đề nữa, mà gọi là nghiêm trọng nữa. Nhưng mà do như hồi nãy bác sĩ Hà nói là tại sao cái bệnh sởi nó quay trở lại, đó là do có nhiều lý do, nhưng mà trong đó có một lý do là sau cái thời Covid-19 thì có cái hiện tượng người ta gọi là cái nợ miễn dịch, tức nghĩa là một thời gian cháu nó bị chết, nó ở trong do Covid-19 nó hạn chế, nó đi ra bên ngoài, nó ít có giao lưu với nhau, nên nó không có hiện tượng tiếp xúc với nhau. Và thứ hai nữa là thời đó cái chuyện mà cung cấp vaccine của mình nó bị giới hạn, nó bị gián đoạn, cho nên như vậy thì có những cái cháu mà nó đến tuổi tiêm thì nó sẽ chưa được tiêm, và chính như vậy mà nó có mắc bệnh. Vậy đối với những cái cháu mà mắc bệnh á, thì đa số khoảng hơn 90% là nó sẽ khỏi, và nó khi mà nó khỏi thì anh chị thấy cái phát ban của nó đó, mà đúng mà nếu mà đúng là sởi đó thì cái dấu hiệu phát ban của nó là rất là đặc hiệu. 1-2 tuần sau khi phát ban thì cái ban nó càng ngày nó khi mà nó xuống tới chân thì nó sẽ biến mất, và khi nó để lại cái trên da có những cái vết thâm và bông da, được gọi là vết hằn da hổ, và cái đa số là nó sẽ khỏi. Nhưng mà có khoảng chừng 10%, có khoảng 10 đứa thì cho có khoảng cho có một cháu thì nó sẽ có cái dấu hiệu của biến chứng. Thì biến chứng thì có thể từ nhẹ đến nặng, từ nhẹ nhất là nó có hiện tượng là viêm kết mạc mắt. Tại vì sởi là một biểu hiện rồi nó có biến chứng là nó có thể viêm kết mạc, ban đầu là nó không có mủ, nó không có gàn, sau này nó có thể bội nhiễm thiên vi trùng rồi nó sẽ có gàn. Cái thứ hai nữa là có thể mà lâu đó, thì đặc biệt là trên những cháu mà suy dinh dưỡng hoặc là thiếu vitamin A thì nó có cái hiện tượng là viêm loét giác mạc. Cho nên chúng ta thấy thì nó sẽ có hồi xưa đó, thì chúng ta thấy cái chuyện này nó xảy ra hồi xưa, bây giờ thì ít hơn. Rồi sau đó thì có những cái biến chứng mà liên quan đến cái viêm phế quản hoặc là viêm tay giữa. Rồi một trong những biến chứng mà quan trọng nhất, sợ nhất là viêm phổi. Viêm phổi mà sau sởi nó rất là nặng. Hoặc là có nặng hơn nữa nó sẽ nhiễm trùng huyết. Một số cháu thì nó sẽ có biến chứng là nó sẽ tiêu chảy, hoặc là sau đó nó dẫn đến là tiêu đầm máu do nó bị nhiễm trùng. Và có một biến chứng nữa là cũng hiếm gặp, đó là cái viêm não do bệnh sởi. Thì cái này nó cũng hiếm gặp. Nhưng mà cái mà thường gặp nhất trong bệnh viện mà lo lắng nhất là cái viêm phổi sau bệnh sởi. Và tại sao vậy? Tại vì cái con virus sởi này nó có một đặc điểm là khi nó tấn công vào trong cái, nó gây bệnh, nó sẽ tổn thương cái vùng niêm mạc, da niêm mạc, và nó sẽ làm giảm cái suy giảm cái hệ thống miễn dịch, đặc biệt là cái hàng rào bảo vệ trên cái niêm mạc. Chính vì vậy mà những cái vi trùng và thường trú bình thường nó không gây bệnh, nó sẽ trở nên gây bệnh và xâm nhập qua được cái hệ thống và đường hô hấp, thì nó sẽ gây viêm phổi, đường tiêu hóa là sẽ gây tiêu chảy, và từ phổi thì nó có thể đi vào vô máu, gây nhiễm trùng huyết, vân vân, nó gây bệnh rất là nặng. Cho nên đó là đặc biệt cái nặng này nó xảy ra ở ai, ở những cháu nào, đặc biệt là những cháu mà nó có cái sức đề kháng kém, thì kém kém như vậy đó, là như là những cháu bệnh nền chẳng hạn, thì lúc đó nó cái nhiễm trùng mà sao sởi do những cái vi trùng khác, thí dụ như là phế cầu chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái bệnh phổi nó bệnh viêm phổi đó nó nặng nề. Như vậy thì bác sĩ Nhàn vừa chia sẻ những cái dấu hiệu nặng và những cái tổn thương cơ quan có thể xảy ra đối với trẻ mắc sởi. Vậy xin bác sĩ Nhàn chia sẻ thêm là những trẻ nào thì là dễ mắc bệnh, và những trẻ nào dễ mắc những cái biến chứng nặng của sởi như bác sĩ Nhàn vừa chia sẻ vừa rồi. Thì cái như là tôi có nói, bệnh sởi là bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Vậy thì những cái cháu nào hoặc là những người nào mà chưa có được cái tiêm phòng vaccine, đặc biệt là chưa tiêm phòng đủ mũi, thường thường phải đến 5 tuổi là phải ít nhất là có 2 cái mũi sởi thì mới là đảm bảo cho cái miễn dịch để bảo vệ bình vững cho nó, cho các cháu. Đó là những cái nhóm đối tượng thứ nhất. Nhóm đối tượng thứ hai là những cái người nào mà những cái đối tượng mà gọi là bị suy giảm miễn dịch, tức nghĩa là bình thường mình không có kháng thể rồi,
chống sởi rồi mà cái sức đề kháng lại kém nữa, thì như vậy đó thì cái mình chưa được, mình không có kháng thể thì nó chưa tiêm chủng thì nó rất là dễ bị bệnh. Và còn nếu như sức đề kháng của mình mà nó yếu nữa đó, thì dễ mắc bệnh nữa và dễ mắc bệnh nặng nữa. Thì ngoài ra nó thì có cái nhóm là bệnh sởi mà theo thống kê người ta nghiên cứu, ta thấy những cái cháu mà dưới 12 tháng, 12 tháng là những cái đứa mà nó có nguy cơ mắc bệnh nặng. Thứ hai nữa là nó có những cái đối tượng mà gọi là bệnh nền nặng như nãy mình nói, thí dụ như những cái bệnh mà ung thư hoặc là những cái bệnh về suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải, đặc biệt là những cái cháu như nãy nói ban đầu là như bị suy giảm miễn suy dinh dưỡng nặng, suy dinh dưỡng nặng tại sức đề kháng nó kém, rồi bị thiếu vitamin A, tại nó có nguy cơ là sẽ gây lát giác mạc hoặc giảm suy giảm miễn dịch, hoặc là trên đối tượng là phụ nữ có thai. Đó. Nói tóm lại là những cháu, những người đối tượng ai mà chưa có sức đề kháng, sức đề kháng nó từ đâu ra? Một là chích ngừa, hai là mắc bệnh, đó thì dễ bị mắc bệnh. Còn những đối tượng mà bệnh nặng thì là những đối tượng trẻ nhỏ nè, phụ nữ có thai nè, những người suy giảm miễn dịch nặng nè, những người suy dưỡng nặng nè, hoặc là những người mà có bị bệnh nền thì nặng, thì đó là những cái đối tượng mà có nguy cơ mắc cái bệnh rất là nặng. Đó. Theo như Hà được biết thì chích ngừa vaccine sởi là cách phòng bệnh sởi hiệu quả nhất. Vậy thì xin bác sĩ Nhàn chia sẻ thêm những cách phòng ngừa khác và cái hiệu lực thực sự của vaccine sởi khi chích ngừa của trên bệnh nhân thì như thế nào? Thì cái vaccine đó, chích ngừa là biện pháp gọi là bảo vệ là hiệu quả đó. Cái vaccine của cái hiệu quả của cái sinh sởi nó hiệu quả là 90% lực. Tuy nhiên thì nó chích trên từng đối tượng thì với lại cái lịch tiêm. Thời điểm tiêm đó, thời điểm tiêm tức là lứa tuổi mà được nhận vaccine đó, thì nó có thể ảnh hưởng thay đổi chút xíu về cái hiệu quả bảo vệ của vaccine. Ví dụ như là ở Việt Nam mình đó, thì mình chích ngừa sởi vào lúc 9 tháng. Tại vì sao? Tại cái nước của mình là nước mà có còn cái bệnh sởi lưu hành. Còn những cái nước mà châu Âu, Bắc Mỹ, một số nước thì người ta chích ngừa sởi vào lúc 12 tháng. Thì nếu mình chích ngừa mà sớm á, thì cái có khả năng cái kháng thể của người mẹ truyền sang nó còn, cho nên mà vaccine sởi là vaccine sống do độc lực, cho nên nó có thể có cái hiện tượng gọi là giao thoa miễn dịch giữa cái kháng thể của người mẹ với lại cái vaccine sống, cho nên nó có một phần nó sẽ hạn chế cái hiệu quả của vaccine, không phát huy được tối ưu. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cũng xác nhận được 9 tháng là rất là ok. Thì ngoài cái phòng ngừa bằng vaccine á, thì mình còn có những cái phòng ngừa khác, ví dụ như là cái phòng ngừa cá nhân, ví dụ như là đối với chúng ta biết thì trẻ em và đặc biệt là những cái người mà chưa được cái tiêm chủng mà lại có cái bệnh nền nặng, thì mình khi mình tiếp xúc với người lạ hoặc là mình đến đâu thì mình nhớ là mang cái khẩu trang hoặc là mình biết cái người mắc bệnh rồi đó thì mình nên tránh xa ra để hạn chế cái lây lan. Thì còn một cái giải pháp mà gọi là phòng ngừa nữa đó, là đặc biệt là phòng ngừa gọi là sau khi mà phơi nhiễm, thì thường thường là người ta đó là người ta sử dụng cái gọi là cái globulin miễn dịch đó. Thì cái này thì người ta chỉ định cho một số trường hợp giới hạn và thường thường nó chỉ định trong bệnh viện để người ta không có xài ở ngoài cộng đồng. Thì ví dụ như là những cái bệnh nhân như nãy tôi nói, những bệnh nhân mà nó bị bệnh nền nặng, nó vô bệnh viện nhập viện nhiều bệnh khác, nhưng mà là trở lại là nhiều khi mình có tiếp xúc với một cái bệnh nhân mà nó có mắc bệnh sởi, thì khi đó bác sĩ trong bệnh viện người ta sẽ xem xét, người ta sẽ sử dụng cái gọi là cái globulin miễn dịch để mà phòng ngừa cho các cháu tiêm vào cơ thể để mà tạo ra cái kháng thể mà gọi là, xin lỗi, cái globulin miễn dịch đó nó là cái kháng thể có sẵn, nó sẽ giúp phòng ngừa cho cái bệnh sởi. Thì tuy nhiên thì cái vaccine vẫn là cái quan trọng nhất, và đặc biệt vaccine người ta cũng có sử dụng để phòng ngừa sau phơi nhiễm cho những cái trường hợp như là tôi nói ở bệnh nền, sau khi mình tiếp lây mình bị tiếp xúc với cái người mà mắc bệnh, và trong tốt nhất là trong 72 giờ đầu. Có thể chỉ định kéo dài đến 6 ngày sau đó. Thì cái thời gian mà cái người bệnh mà có khả năng lây nhiễm á, là nó sẽ kéo dài trước
4 ngày, từ 4 ngày trước khi phát ban đến sau, đến 4 ngày sau khi phát ban đó, thì là cái thời gian mà cái người bị bệnh sởi có khả năng lây sởi cho cái người tiếp xúc đó. Và nếu như cái người mà tiếp xúc mà mắc hơn trong đó mà có cái bệnh nền mà, thì không có điều kiện tiêm vaccine, không đủ điều kiện tiêm vaccine đó, thì suy nghĩ đến cái giải pháp đó là globally miễn dịch. À, thì vừa rồi bác sĩ Nhàn vừa chia sẻ những tầm quan trọng của vaccine sởi. Theo như Hà được biết thì ở Việt Nam chúng ta có chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó vaccine sởi được tiêm miễn phí. Vậy thì vaccine ngừa sởi ở Việt Nam hiện tại bao gồm những loại vaccine nào thưa bác sĩ? Hiện nay thì ở Việt Nam mình thì nó có 3 loại, 3 cái vaccine. Thứ nhất là sởi đơn. Sởi đơn là cái chương trình tiêm chủng mở rộng của mình á. Thứ hai đó, sởi đơn thì chích cho những cháu mà từ 9 tháng tuổi trở lên. Còn cái thứ hai là vaccine sởi rubella, tức nghĩa là MA, được gọi là MA đó, là chích cho cháu từ 12 tháng trở lên. Đấy là cái vaccine hiện nay thành phố Hồ Chí Minh mình đang tiêm trong cái chiến dịch. Như cái bác sĩ Hà cũng biết thì thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã tuyên bố là có dịch sởi và đã triển khai tiêm vaccine chiến dịch cho các trẻ em. Lúc đầu là từ 1 đến 5 tuổi và sau giờ đã kéo từ 1 đến 10 tuổi. Thì hiện nay thì mình đang tiêm cho các cái vaccine mà trong chiến dịch là MA. Còn một loại cái vaccine nữa mà gọi là MMR hoặc là Pyrex, tức là nó phối hợp giữa ba cái giữa vaccine sởi, quai bị và rubella. Đây là vaccine mà phải trả tiền, phải xin dịch vụ và trả tiền. Thì nó sẽ tiêm cho cháu từ 12 tháng trở lên. Thì tới tóm lại là nó có ba cái loại vaccine mà có thành phần sởi và sởi đơn, sởi và kèm theo rubella, hoặc là sởi, quai bị và rubella. Vậy thì lịch chích ngừa sởi như thế nào cho trẻ là đúng để phụ huynh đưa bé đi chích kịp thời ạ? Sởi thì ở Việt Nam mình cái lịch tiêm sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng là bắt đầu từ 9 tháng. Tất cả trẻ em 9 tháng thì nên đi đến trạm y tế để mình sẽ tiêm cái vaccine sởi. Sau đó thì 18 tháng thì sẽ được nhắc lại một cái mũi vaccine là sởi và rubella, là phiên MA. Tuy nhiên thì hiện nay đó thì ở Việt Nam mình lại có thêm một cái chương, có loại hai loại vaccine kia nãy mình nói đó, gồm mà sởi và bị rubella đó, là vaccine dịch vụ chích cho trẻ từ 12 tháng. Tuy nhiên thì có những bà mẹ đó là người ta chích 9 tháng, sau đó rồi tiếp tục là khoảng 12 tháng rồi lại chích thêm một mũi nữa. Rồi thậm chí là người ta có thể là chích theo 18 tháng, tại vì cái MA thì nó sẽ theo cái lịch từ 12 tháng, và sau đó từ 4 đến 5 tuổi một liều nữa. Đó. Nói tóm lại, nếu mà các bạn mà tiết kiệm thì mình sẽ là chích theo chương trình của quốc gia, thì mình sẽ bắt đầu từ 9 tháng và nhắc lại là 18 tháng, là hai cái mũi đó là cũng là ok rồi. Tuy nhiên thì mình có thể xem xét tiêm thêm cái sởi quai bị rubella là lúc khoảng 12 tháng trở đi và 4 tuổi mình nhắc lại, thì cái hai vaccine sởi quai bị rubella nó sẽ có thêm hai bệnh kia nữa, phòng bệnh quai bị và thêm rubella. Quai bị thì chúng ta biết rồi, nó rất là quan trọng với con trai. Rubella thì rất là quan trọng với lại bé gái, đặc biệt là những bé gái mà tuổi gì gọi là tuổi mới lớn á, tuổi vị thành niên á, chuẩn bị nếu mà có gia đình có thai này kia thì nó sẽ phòng ngừa được cái bệnh rubella bẩm sinh, cũng rất là quan trọng. Có rất nhiều phụ huynh gửi câu hỏi về cho chương trình là em bé đã chích được một mũi rồi thì có cần chích lại, nhắc lại mũi hai hay không, do phụ huynh hơi lo lắng về cái tình trạng chích khi mà chích về em bé quấy và rất là khó chịu, và thời gian bao lâu thì sau khi chích mũi một thì mình nên chích mũi thứ hai nhắc lại thưa bác sĩ? Như tôi nói thì cái vaccine sởi của mình đó là mình chích là cái lịch đó là lúc 9 tháng, rồi sau đó mình nhắc lại chương trình tiêm chủng mở rộng là lúc 18 tháng là đủ hai mũi. Còn cái chúng ta chích một mũi, cái khả năng bảo vệ của nó sẽ không có cao như là chúng ta chích hai mũi. Như nãy tôi có nói đó, tại Việt Nam mình nó chích sởi vào lúc 9 tháng. Có một số cháu thì cái kháng thể của người mẹ nó truyền sang thì nó cũng có khả năng là nó sẽ làm cho cái hiệu quả của vaccine nó có bị ảnh hưởng đôi chút.
Như vậy thì chứng tỏ rằng thì cái hiệu quả để mình mà nó tối ưu hóa thì mình thêm cái mũi thứ hai thì nó sẽ hiệu quả hơn. À, như vậy thì theo chia sẻ của bác sĩ Nhàn, chúng ta cần cho trẻ trích đủ 2 mũi sởi trong vòng đời để đảm bảo những cái phản ứng miễn dịch cho bé được tốt nhất khi phòng chống bệnh sởi. Có một phụ huynh gửi câu hỏi về cho chương trình như sau. Con tôi 6 tuổi đã trích đủ 2 mũi sởi. Hiện tại ở lớp con tôi có ngồi gần một bạn mắc có chẩn đoán sởi tại bệnh viện. Vậy tôi có nên cho con tôi đi trích thêm một mũi sởi theo chương trình của thành phố không ạ? Thì cảm ơn quý vị khán giả đã gửi câu hỏi này. Tức nghĩa là cháu này đã 6 6 tuổi tuổi. mà đã chích 2 mũi rồi, bây giờ ngồi gần bạn trong lớp mà bị bệnh sởi thì lo lắng. Như nãy tôi nói đây thì cái vaccine sởi là cái vaccine mà nó tạo miễn dịch rất là bền vững, là nó gọi là mình chích được 2 mũi là coi như là cái khả năng mà bảo vệ nó rất là cao. Cho nên là trong trường hợp này mình có ngồi kế cái cháu này bị mắc sởi thì cũng đừng lo lắng lắm, cháu đã được bảo vệ rồi, đã bảo vệ rồi bằng 2 cái mũi vaccine rồi. Điều này lại khẳng định lần nữa là phụ huynh nên cho cháu nào mà chưa chích đủ 2 mũi thì phải đi tiêm tiêm 2 mũi cho nó đúng, cho nên nó có miễn dịch tốt, bảo vệ nó tốt. À vậy thì nếu như em bé chưa được trích mũi nào, vậy thì em bé nên đi trích ở đâu thưa bác sĩ? Nếu mà cháu nó chưa chích mũi nào đó thì tùy theo cái lứa tuổi của cháu. Nếu mà cháu nó dưới 12 tháng á thì chúng ta nên đến trạm y tế thì nó sẽ chích cái mũi sởi là chín lúc 9 tháng là chương trình của gọi là chương Tiêm trình chủng tiêm mở chủng mở rộng. rộng miễn phí. Còn nếu mà cháu mà đã 12 tháng rồi á thì thôi giờ mình chích mũi sởi thì cũng nếu chích mũi sởi cũng được tiết kiệm, còn nếu không thì mình chích luôn một cái mũi là sởi bị rubella để phòng luôn trong 2 cái bệnh kia luôn, sởi bị rubella. Tuy nhiên cái vaccine này là các vaccine phải trả tiền, dịch dịch vụ trả tiền, thì các phụ huynh nào nếu có điều kiện kinh tế tốt thì mình nên tiêm cái mũi này cho các cháu, tại vì sau này cho dù các bạn chích mũi sởi đơn thì sau đó cũng phải vài tháng sau hoặc ít nhất 1 tháng sau cũng phải chích thêm cái mũi sởi qua bị rubella. Thì thích sở qua bị rubella thì dịch vụ này thì mình cũng nên đến các cái bệnh viện mình tiêm đó. Như đồng một thì hiện nay có cái trung tâm tiêm chủng thì sẵn sàng tiêm cho các cháu đó. Đó. Rất cảm ơn bác sĩ Nhàn về những thông tin đầy đủ và chính xác về vaccine vừa rồi. Vậy thì ngay sau đây xin bác sĩ Nhàn hãy chia sẻ cách chăm sóc những bé mắc sởi tại nhà như thế nào ạ? Chúng ta thấy thì nếu các bạn nào mà có một nhìn thấy một cái cháu mà mắc sởi á thì mình thấy cháu nó rất là khó chịu, tại vì sao nó sốt rồi, trong giai đoạn nó sốt rồi nó ho mắc mũi tùm lem rồi phát ban, người đó rất là mệt mỏi ngứa ngáy cho nên là các cháu này nó cần được chăm sóc mà nó cần còn có cái người gọi là kiên nhẫn chút nghĩa là nó hơi quấy thì mình cũng sẽ gọi quấy cho các cháu. Thì đối với liên quan đến cái bệnh thì mình phải thứ nhất là phải cho nó ăn uống phải gọi là như bình thường, tức nghĩa là đừng kiêng ăn gì hết á, có nghĩa là có nhiều người thì thấy rằng bệnh rồi thôi mình kiêng không cho nó ăn, mình cố gắng cho nó ăn như bình thường, nó ăn không được nhiều thì mình cố gắng chia nhỏ những bữa ăn nó ra. Thì có những cái cháu mà bị sởi thì nó có bị biểu hiện là loét họng như đã tôi nói, nó có những vết loét nó gây đau, nó hạn chế để ăn uống thì mình sẽ cho cháu nó ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu, cháu nhỏ thì mình có thể cho nó uống sữa đó. Nhưng mà mình cố gắng là phải đảm bảo cái chất dinh dưỡng cho các cháu, đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung thêm các cái vitamin đó. Cho nó uống thêm, nó ăn trái cây không được thì mình thôi mình xay ra xay sinh tố cho nó uống đó. Thì đó là về ăn uống đó. Còn chuyện thứ hai nữa đó là có nhiều người đó, mình nói là mình sợ mình kiêng này kia, không cho nó tắm rồi sợ nó bị lạnh cảm lạnh này kia, thì cái đó thì tắm mình chỉ tránh gió lùa thôi, đừng làm cho nó lạnh quá thôi. Có nghĩa là mình tắm thì mình pha nước ấm mình tắm, có nghĩa là mình phải tắm rửa cho các cháu cho nó sạch sẽ. Chúng ta thấy cái da mà nó bị ban dự nó rất là ngứa ngáy, mồ hôi ngứa ngáy, cho nên phải tắm đó. Tắm xong rồi chúng ta có thể lấy cái khăn, thay vì lấy khăn khô lau, mình lấy cái khăn ướt ướt đó. Mình lau để cho nó khi mình lau xong trên da nó có một cái lớp ẩm ẩm, nó bốc hơi, như vậy cháu nó rất là dễ. Đấy. Còn
cái chuyện mà nếu mà nó có loét họng thì mình cứ săn sóc theo cái hướng dẫn to của bác sĩ, có thể những cái cho những cái thuốc hoặc là bôi vào á. Rồi ăn uống thì mình cố gắng là ăn những thức ăn và nó có giàu vitamin A chút, như người ta tôi nói cái vaccine sởi là, xin lỗi, bệnh sởi thì nó rất là cần á. Mình cái người bệnh được bổ sung vitamin A á, thì nếu mà chúng ta ngoài cái chuyện mà cái người bệnh phải uống vitamin A rồi á thì cần phải ăn thêm những thức ăn đó á, có giàu vitamin, và đặc biệt là trong đó có nên có các cái vitamin A á, càng nhiều càng tốt đó. Rồi khi mà cháu nó sốt thì mình phải biết cách hướng dẫn cho cháu nó uống thuốc á. Thì thường chắc là phụ huynh cũng biết hết rồi, cách hướng dẫn cho uống thuốc hạ sốt tại nhà á. Thì khi nào mà cháu nó sốt từ 38 độ rưỡi cho lên thì mình hãy cho cháu nó uống thuốc, thì nên là chỉ cho uống paracetamol thôi, còn mấy cái thuốc khác thì thôi khi nào bác sĩ chỉ định thì cho uống. À, và khi nào nó sốt thì mình cho nó uống, và nó cách 6 tiếng mới uống một lần à, rồi cho nó uống nhiều nước thêm à. Và đặc biệt cái quan trọng nhất là phụ huynh ở nhà là biết khi nào phải mang cháu đến bệnh viện, là dấu hiệu rất là quan trọng à, rất là quan trọng. Tức nghĩa là mình săn sóc, nhưng mình biết khi đến khi nào mình phải nhờ nhân viên y tế à, săn sóc khi nào phải đến bệnh viện. Thì đặc biệt là những cái cháu mà nó hạ sốt rồi mà giờ nó sốt lại hoặc nó sốt cao hơn đó. Và thứ hai là nó bỏ ăn bỏ uống đó. Nhìn thấy nó mệt, nó nằm tim thiếp hoài đó. Đó hoặc là nó có triệu chứng co giật đó. Hoặc là nó có biểu hiện của cái ho khó thở đó, thở nhanh đó. Hoặc là nó có biểu hiện của cái tiêu chảy đó. Hoặc là nó tiêu 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 ra máu đó, tiêu đầm máu, hoặc là bất kỳ một dấu hiệu nào khác mà phụ huynh thấy rằng là nó gọi là kỳ kỳ, hoặc là thấy mà nó lo lắng Cảm ơn. thì cứ quan đến cái cơ sở y tế để bác sĩ đã thăm khám để nó phát hiện kịp thời điều trị cho nó tốt. Bác sĩ Nhàn có lưu ý gì cho những nhóm trẻ có nguy cơ cao không ạ? Trẻ nguy cơ cao thì phải nói đó, thì trong cái nhóm nguy cơ cao thì nó có rất là nhiều nhiều cái nhóm bệnh. Thì cái nhất là trong cái nhóm bệnh mà đặc biệt là nhóm mà có bệnh nền nặng, nhóm bệnh nền nặng thì trong đó có những cái tạp nhóm mà gọi là suy giảm miễn dịch, hoặc là điều trị những cái thuốc ức chế miễn dịch, suy giảm miễn dịch, cái sức đề kháng rất là kém đó, sức đề kháng rất là kém. Thì khi đó đó thì chúng ta sẽ cố gắng, tại thường thường mấy cái cháu này đó, cái việc mà tiêm vaccine đó, nó đặc biệt là vaccine sởi thì nó có nằm trong cái nhóm gọi là chống chỉ định đó. Chống chỉ định tập sinh sởi là sẽ nằm trong nhóm chống chỉ định. Tuy nhiên là nó có những cái lúc mà nó sẽ khỏi bệnh, ví dụ tiêm bẩm sinh hoặc là những cái một số cái bệnh mà sử dụng cái thuốc ức chế miễn dịch, nhưng đến giai đoạn mà mình không còn sử dụng cái liều ức chế đó, thì có khả năng thì có thể mình sử dụng cho tiêm vaccine. Còn trong trường hợp đó, thì cái phòng ngừa mà thông thường nhất là mình phải tránh tiếp xúc với lại cái những cái bệnh nhân mà bị mắc sởi à, hoặc là đến đám đông rồi nó biết là mình phải cho mang khẩu trang rồi đó à. Rồi cái đối với những cái bệnh nhân mà bệnh nền đó, thì một trong những cái đó nữa nó mình cũng nên làm, đó là mình phải nên chích ngừa những cái vaccine khác, mà hai cái vaccine mà liên quan đến đường hô hấp đó, à, mà nếu mà bệnh mắc sởi thì cái dễ bị bệnh đó, đó là cái vaccine phế cầu với lại cái cúm, hai vaccine đó là nên nên đi tiêm, tại vì cái phế cầu nó là vaccine bất hoạt, cúm cũng không phải là vaccine sống cho độc lực, cho nên đó là có thể tiêm được, nó không có chống chỉ định ở trên cái bệnh nhân mà có bệnh nền hoặc là bệnh nhân bị có dấu hiệu là suy giảm dịch, có thể chích tiêm được. Thì mình sẽ cố gắng mình tiêm để khi mà lỡ cho nó có mắc bệnh sởi, sức đề kháng nó giảm nữa thì mình cũng đã có cái kháng thể đó để bảo vệ những cái bệnh đó rồi đó. Đó là những cái cháu mà bị mà đó là những lưu ý đó, dành cho các cháu mà nó gọi là thuộc cái nhóm mà nguy cơ cao, mà đặc biệt là cái nhóm mà mắc bệnh nền. Tại vì chúng ta đã biết thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đó, của mình đó, là đang đang gọi là có công bố dịch, và hiện nay cái chiến lược của mình đó là tăng cường miễn dịch cộng đồng bằng cái tiêm vaccine sởi
cho cả cộng đồng, do cho các cháu, cho em hiện nay tới 10 tuổi đó. Và nhóm cái nhiệm vụ thứ hai là phải bảo vệ được cho cái nhóm mà nguy cơ cao, đặc biệt là cái nhóm mà bệnh nhân mà có cái bệnh nền. Tại vì mà nếu như các cháu này mắc bệnh nặng thì nguy cơ đó, nguy cơ bệnh nặng mà tử vong rất là cao. Cho nên thì đó là những cái biện pháp mà phòng bệnh, những cái điểm mà cần lưu ý cho những cái người mà có cái nguy cơ cao đối với lại cái mắc bệnh sởi. Theo bác sĩ thì người lớn có mắc sởi hay không? Và người lớn thì có cần chích ngừa hay không ạ? Sởi thì như đã nói thì nó ai mà chưa có miễn dịch đó là nó bị bệnh. Thì cái miễn dịch này đó thì có thể là từ vaccine và cũng từ cái mắc bệnh. Nếu như người lớn mà không chắc rằng là mình đã tiêm vaccine rồi có bệnh có kháng thể thì mình có nên đi tiêm ngừa. Ví dụ như là bây giờ là bà ngoại mà muốn đến chăm sóc cho cho cháu ngoại mà đang mắc sởi mà không biết rằng, không chắc rằng hồi xưa mình đã có tiêm sởi, vaccine sởi hay chưa, hoặc là mình mắc bệnh sởi hay chưa, thì nên tiêm một mũi vaccine. Và vaccine mình khuyến cáo là vaccine MMR, tiêm một liều duy nhất thôi đó, để mà có cái kháng thể phòng bệnh cho các cháu. Đấy cũng là cái phương pháp mà các nước trên thế giới người ta đã áp dụng cho những cái người mà ở, ví dụ như ở những cái xứ không có cái nguy cơ bệnh sởi cao, không tỷ lệ bệnh sởi cao như là Mỹ hoặc là một số nước mà châu Âu, mà muốn sang những cái nước Việt Nam mình du lịch mà đang mắc bệnh sởi như vậy thì trước khi đi thì họ sẽ được tiêm một liều vaccine trước khi đi. Đó. Thì tương tự như vậy đối với lại cái người lớn, rất là quan trọng. Thưa bác sĩ, hiện nay tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chúng ta đã triển khai những biện pháp gì để bảo vệ những trẻ có nguy cơ cao và đặc biệt là những trẻ có bệnh nền nặng? Thì theo chỉ đạo của sở cũng như là mình thực hiện những cái công việc phòng chống dịch rất là chủ động từ trước đến giờ đó, thì đối với cái những bệnh nhân mà ở khu trực và ngoại trú thì hiện nay mình đã áp dụng cái biện pháp là sàng lọc, phân luồng và sàng lọc bệnh nhân. Thì tất cả những cái bệnh nhân mà đến, các cháu nào mà có dấu hiệu và sốt phát ban sẽ được khám theo, đi theo một cái lối đăng ký riêng rồi xong đó khám ở một cái phòng riêng. Nếu mà bác sĩ mà xác nhận và cháu này đúng là mắc sởi á thì cháu sẽ được chuyển vô cái khoa điều trị về bệnh sởi, sẽ có lối đi riêng ở cái khu vực riêng, ở cái khoa riêng điều trị để hạn chế có thể lây nhiễm cho các trẻ khác. Chuyện thứ hai đó thì ở trong nội trú thì người ta cũng dĩ nhiên hồi nãy nói đó, nó có một cái khoa riêng dành cho các cháu, hoặc là trong cái khoa đó nó có một cái khu riêng để dành cho các cháu mà bị mắc sởi. Người ta cũng hạn chế đi qua lại thân nhân, đi qua lại giữa hai khu, nó có thể gây nhiễm chéo. Chuyện thứ hai tiếp nữa thì nếu như mà trong quá trình mà điều trị thì phát hiện có một cháu nào mà thì đều được phải tách ra để chuyển sang cái khoa điều trị phù hợp. Ngoài ra thì bệnh viện còn phải làm một chuyện rất là quan trọng, đó là mình phải đánh giá là cái khả năng lây nhiễm cho những cái cháu mà ngồi bên cạnh, đặc biệt là những cái cháu mà nó có bệnh nền. Tại đa số những như bệnh viện là có thể nó có bệnh nền thì mình sẽ có những cái giải pháp và phòng ngừa rất là phù hợp. Thì phòng ngừa đó là như đã nói rồi với lại bác sĩ Hà đó, là có khả năng là mình cho tiêm vaccine trong vòng 72 giờ nếu mà cháu nó đủ điều kiện tiêm. Còn nếu mà nó không có đủ điều kiện tiêm mà thấy nó cần thiết phải được bảo vệ gấp thì mình sẽ cho một cái gọi là cái globulin miễn dịch để mà truyền cho cháu cho nó có cái kháng thể tạm thời để nó chống lại cái bệnh. Nếu nó có bệnh nữa thì nó cũng nhẹ hơn. Thì đó là những cái việc mà hiện nay thì bệnh viện còn làm thêm một việc nữa, đó là rất là quan trọng, đó là kiểm tra hết tình trạng tiêm chủng của tất cả bệnh nhân nhập viện. Ví dụ Bệnh viện Nhi Đồng 1 mỗi ngày có khoảng 1.800 bệnh nhân thì tất cả đều phải kiểm tra tình trạng tiêm chủng, những cháu nhập rồi cũng như chứ mỗi ngày đều phải làm vậy hết, rồi sau đó lại thống kê lại xem coi những cái trường hợp nào mà nó chưa có tiêm ngừa sởi thì sẽ chuyển xuống cái trung tâm tiêm chủng của bệnh viện để tiêm cho các cháu, hoặc là nó tiêm ở những cái thời điểm mà nó phù hợp, ví dụ ở giai đoạn bệnh mà nó đã lui bệnh rồi hoặc là trước khi xuất viện.
để đảm bảo là tất cả những cái cháu nào mà vô bệnh viện rồi đó mà nó chưa có được tiêm hai mũi sởi á, thì trước khi ra viện nó sẽ được tiêm đó, nó được tiêm đủ hai mũi. Chứ để nhiều khi mà cháu mà nó không được tiêm á, thì cái nguy cơ lây bệnh nó rất là cao. Còn nếu mà phụ huynh nào mà không có tiện kịp tiêm tại bệnh viện á, cũng nên về nhà đến cái chỗ mà cơ sở y tế của phường mình á, xin liền tiêm cái mũi. Hiện nay mình đang có chiến dịch tiêm sởi mà, cho nên mình đến tiêm. Cho nên tóm lại phụ huynh cùng hãy nhớ cùng bác sĩ, con mình mà chưa được tiêm hai mũi thì hãy mau mau đến cơ sở y tế để được tiêm mũi thứ hai cho các cháu. Trong tình hình dịch bệnh sởi ở thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến nhanh như vậy, tuy nhiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1 chúng tôi cũng đã có những cái phương pháp bảo vệ cũng như là phòng chống lây nhiễm sởi theo như chỉ thị của Sở Y tế. Do vậy, quý thân nhân xin hãy yên tâm khi đưa trẻ em đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Nhân đây xin bác sĩ Nhàn giới thiệu thêm về hoạt động của Trung tâm Tiêm chủng, Khám và Tư vấn Sức khỏe Trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1. Bệnh viện Nhi đồng 1 thì đã thành lập cái phòng, đã mở cái phòng gọi là phòng tiêm chủng cách nay là khoảng hai mấy năm, năm 1997 đến giờ, năm 1997 đến giờ thì nó hoạt động xuyên suốt mấy chục năm nay và kể từ năm 23 đó thì bệnh viện đã thành lập cái gọi là cái trung tâm tiêm chủng khám và tư vấn sức khỏe trẻ em. Thì nghe cái tên của cái trung tâm này thì mình cũng biết là nó sẽ có cái gì trong đó. Cái trung tâm này nó khá là rộng và nó sẽ có cái phòng cái nhiệm vụ là sẽ có tiêm chủng cho trẻ em, thì bao gồm cả cả tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Thì sẽ mở cửa từ thứ hai cho đến thứ sáu là sáng chiều, còn thứ bảy là buổi sáng với chủ nhật là buổi sáng. Khi nếu mà bà con mà có nhu cầu thêm thì bệnh viện sẵn sàng mở thêm chiều chủ nhật cho chiều thứ bảy luôn. Thì ngoài ra thì trung tâm có thêm cái hệ thống gọi là pha khám sức khỏe trẻ em. Thì mục tiêu của cái khám này đó là nó phải theo dõi và đánh giá sự tăng trưởng phát triển của các cháu. Có nghĩa là hiện nay theo cái quy định của Bộ Y tế thì sẽ cố gắng gọi là chăm sóc tối ưu cho các cháu trong 5 năm đầu đời. Có nghĩa là những cái cháu mà hồi xưa thì mình chỉ cần mình nói là có bệnh mình đi khám thì nhiều khi nó trễ, bây giờ nó là không có bệnh mình cũng phải đi khám, mà khám định kỳ để theo dõi cái sự phát triển của các cháu, coi cái sự phát triển của các cháu nó có đúng như cái mức của mong đợi không. Và sau dịch Covid-19 thì nó có nhiều cái vấn đề liên quan đến phát triển về ngôn ngữ nữa, về sinh lý nữa, cho nên là đến đây thì các cháu sẽ được đánh giá thêm cái phần gọi là phát triển về tăng trưởng, mà trong đó đặc biệt là phát triển về ngôn ngữ nó có phù hợp hay không, thực hiện những cái test tầm soát để có thể phát hiện sớm những cái trường hợp mà tự kỷ chẳng hạn, tự kỷ chẳng hạn. Thì trong cái trung tâm này đó thì ngoài cái phòng khám tiêm chủng và khám tư vấn sức khỏe trẻ em á, thì nó có thêm cái phòng khám về tâm lý nè, có thêm phòng vật lý trị liệu nè, có thêm phòng khám về mắt nè, có thêm phòng cái phòng khám về răng hàm mặt nè. Thì đấy là những cái phòng khám mà nó liên quan đến cái việc chăm sóc sức khỏe trẻ em và là học sinh luôn đó. Thí dụ như là các anh chị có thể như là khám răng, ví dụ như đến khám khám sức khỏe xong là kiểm tra răng đang có cái nào nó mà thường thường tôi thấy trẻ em bị răng bệnh răng miệng nhiều lắm. Đó. Thứ hai nữa là tầm soát để coi cái có liên quan đến cái thị lực của các cháu, mắt của cháu có bệnh gì không. Với cái xu hướng ngày nay là các cháu sử dụng cái điện thoại thông minh rất là nhiều, chơi game rất là nhiều, nhiều khi phụ huynh không để ý thì đôi lúc có những cái cháu mà nó bị gọi là tật khúc xạ cận thị, đôi khi nhược thị rồi mới phát hiện được. Thì nếu như mà mình cứ định kỳ đi khám, mình kiểm tra thì mình sẽ phát hiện sớm cho các cháu đó, chăm sóc răng miệng rồi kèm theo cái khám tầm soát mắt. Rồi nó tóm lại là những cái trong cái trung tâm này nó không có khám bệnh truyền nhiễm, nó khám những cái bệnh mà gọi là khám trẻ em lành mạnh
và những cái chăm sóc mà liên quan đến phát triển về âm ngữ trị liệu, sinh về vật lý trị liệu hoặc là những cái về răng miệng thôi. Đó. Cho nên phụ huynh yên tâm, nó sẽ đi một cái cổng riêng, mình sẽ có một cái cổng riêng đi vô tách biệt hoàn toàn với lại cái cổng của bệnh nhân. Đó. Và nó có cái khu mà gọi là chờ khám, rồi có ví dụ như tiêm chích xong rồi phụ huynh thường thường là ở lại trong vòng 30 phút thì nó sẽ có mấy cái chỗ mà chơi cho các em rất là đẹp, các em ở lại đó. Rồi có những cái sau đó thì các cái phụ điểm đặc biệt của cái trung tâm này nữa là cái người mà khám lại sau tiêm là bác sĩ chứ không phải là điều dưỡng hoặc là nhân viên khác như là những cái trung tâm khác. Tại vì Bệnh viện Nhi Đồng 1 là rất là quan tâm đến cái chuyện an toàn tiêm chủng cho các cháu. Tất cả các cháu tiêm chủng là phải được theo dõi trong 30 phút. Và sau đó phải được chính bác sĩ, và cái người mà chỉ định cho các cháu khám, thấy ổn định rồi, rồi mới cho về. Thì sẽ trước khi về sẽ có những cái dặn dò rất là phù hợp để bà mẹ có thể chăm sóc và phát hiện thêm những cái phản ứng và sau tiêm nếu có, hoặc là chăm sóc những cái phản ứng cái tiêm như thế nào, ví dụ sốt nó làm gì thì đó là những cái thông tin mà tôi muốn cập nhật cho quý vị phụ huynh được biết về cái trung tâm gọi là khám tiêm chủng khám và tư vấn sức khỏe trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hoạt động được gần năm nay. Và để trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin bác sĩ Nhàn cho quý phụ huynh những lời khuyên cũng như tóm lại những nội dung chính của buổi trò chuyện ngày hôm nay để quý phụ huynh có thể phòng bệnh sởi một cách tốt nhất cũng như theo dõi và chăm sóc trẻ ở nhà như thế nào nếu trẻ mắc sởi. Thì kính thưa quý vị phụ huynh, thì chúng ta biết thì bệnh sởi là một bệnh mà nó lây nhiễm rất là cao, nó lây nhiễm qua đường truyền là chất tiết của đường hô hấp, và vì cái khả năng lây nhiễm cao đó cho nên đó là quý phụ huynh là phải đi tiêm chủng cho các cháu. Tại vì chỉ có những cháu mà chưa được tiêm chủng chưa vaccine thì nó bây giờ mắc bệnh. Cho nên là mình phải cố gắng tiêm đủ mũi cho các cháu để mà có cái miễn dịch rất là bền vững, để mà có bệnh sởi. Khi mà cháu mà chẳng may mà nó mắc bệnh thì mình cũng chăm sóc cho cháu cho nó tốt bằng cách là cho tiếp tục cho nó ăn, cho nó bú, uống thêm nhiều nước, cho nó ăn thức ăn lỏng dễ tiêu, vào chất dinh dưỡng, chăm sóc những cái triệu chứng mà cháu nó có, uống thuốc theo hướng dẫn của toa của bác sĩ. Đặc biệt là chúng ta phải theo dõi các dấu hiệu mà cần đưa khám ngay. Tôi xin nhắc lại là phụ huynh thấy là cháu nó sốt cao, nó khó thở nè, nó co giật nè, hoặc là nó mệt, nó nằm đi bì hoài, hoặc là nó không chịu ăn uống gì đó, hoặc là phụ huynh thấy là nó đi tiêu chảy, hoặc là đi phân có máu, thì hoặc là bất kỳ dấu hiệu nào mà thấy không yên tâm thì mình sẽ đưa cháu đến bệnh viện để mà bác sĩ khám phát hiện kịp thời những cái biến chứng nếu có. Và đối với các cháu mà bị có bệnh nền yếu tố nguy cơ thì nên tranh thủ đi tiêm vaccine bất kỳ lúc nào khi mà đủ điều kiện đi tiêm, và cũng hạn chế tiếp xúc với những cái người lạ hoặc là những cái người mà đã biết là có nghi ngờ mắc bệnh. Khi tiếp xúc thì mình cũng phải mang khẩu trang, nếu cần thiết lắm mình tiếp xúc mình phải mang khẩu trang. Đó. Và cuối cùng thì tôi điều nhắc là các anh chị là vaccine vẫn là cái vũ khí rất rất quan trọng. Đó, nó là biện pháp bền vững để mà chúng ta phòng ngừa cái bệnh sởi. Các anh chị hãy xem lại, xem coi ở trong lịch tiêm của mình, con của mình có đủ 2 mũi chưa. Đó. Nếu mà chưa đủ 2 mũi thì mình sẽ đến cơ sở y tế gần nhất để tiêm. Còn các anh chị nếu mà có bệnh nền mà cần ngại tiêm ở các cái cơ sở y tế và bệnh viện thì có thể đến các cái bệnh viện nhi như Bệnh viện Nhi Đồng, đến trung tâm tiêm chủng thì chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ các anh chị. Xin cảm ơn bác sĩ Hà. Thưa quý vị,
Những thông tin vừa rồi mà bác sĩ Nhàn chia sẻ cũng đã khép lại nội dung chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong quá trình chăm sóc con trẻ, chống lại bệnh sởi. Và đừng quên chia sẻ những thông tin vừa rồi đến người thân, bạn bè và gia đình của mình thông qua việc copy đường dẫn của chương trình lên trang cá nhân của các bạn dưới chế độ công khai. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại vào những số lần sau.